Sau thành công của những chương trình dành cho sinh viên các năm trước, dịp Tết Nguyên đán năm nay, với thông điệp Tết rồi về nhà thôi, công ty cổ phần vé xe rẻ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ vé xe Tết giảm giá 5% cho 30.000 sinh viên trên toàn quốc, tương đương với số tiền tài trợ 1 tỷ 500 triệu đồng. Để tham gia chương trình, các bạn sinh viên sẽ nhận mã giảm giá từ trường của mình và dùng mã giảm giá này đặt mua vé trực tuyến tại vé xe rẻ.com theo hướng dẫn cụ thể. Những cái đơn vị tổ chức mà người ta có giảm giá vé hoặc là có tặng vé miễn phí cho sinh viên thì đó là có một cái ý nghĩa rất là lớn đối với sinh viên, là một cái sự giúp đỡ rất là lớn cho các bạn. Em không cần phải lo lắng tới việc là về quê phải đi xếp hàng mua vé về quê nữa. Đối với các sinh viên ngoại tỉnh, việc được hỗ trợ vé xe Tết là vô cùng đáng quý, bởi không chỉ được hỗ trợ về giá, việc mua vé cũng nhanh chóng thuận tiện hơn. Tụi mình cũng đang chạy rất là nhiều cái chương trình, gửi những cái thông tin để mà các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thêm. Bởi vì nó không có thời hạn dừng, chỉ đến khi nào hết Tết thì tụi này mới cũng không dừng lại. Có nghĩa là sẽ tranh thủ vận động lúc nào có để mà hỗ trợ cho nhiều sinh viên, càng nhiều càng tốt. Theo thông tin ở các bến xe, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, vào những ngày cao điểm, giá vé sẽ tăng từ 40% đến 60% so với ngày thường và nhiều thời điểm sẽ có rất đông người đến mua vé.